Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Hai con dê. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Có hai con dê cùng muốn đi qua một chiếc cầu hẹp bắc ngang một dòng suối nhỏ. Dê đen đi từ đằng này lại, dê trắng đi từ đằng kia sang. Cả hai đều tranh sang trước, không con nào chịu nhường con nào. Đến giữa cầu, chúng cãi nhau rồi hút nhau. Cả hai cùng lăn tõm xuống nước. Thế là chỉ vì không biết nhường nhau mà cả hai con dê vừa ngã đau vừa không sang được suối. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!